xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay công ty Việt Trung xin giới thiệu với toàn thể quý khách hàng máy rang hạt dạng đứng đa chức năng. Về quy cách sử dụng của máy thì cũng rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm dòng điện 220 vào xong rồi bật đảo. Đó, bật đảo chiều lên xong rồi bật ga. Đó. Là ra nhiệt. Rồi chúng ta sẽ đổ vào bồn rang này. Tùy cái máy của chúng ta đặt là khối lượng rang là bao nhiêu, chúng ta sẽ đổ cái khối lượng cho nó phù hợp. Máy rất là đẹp. Nhỏ gọn.